Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục tô màu nha. Bức tranh của ngày hôm nay sẽ là một cốc kem siêu to. Và mọi người hãy cùng mình theo dõi đến cuối video để xem cách mình hoàn thiện nhé. Trước tiên thì mình sẽ tô phần chiếc cốc để đựng phần kem trước tiên nhé. Bây giờ thì mình sẽ tô màu cho chiếc muỗng nhá, dùng để xúc kim. Bây giờ thì mình sẽ tô phần kem nhé. Phần kem thì mình sẽ sử dụng là màu hồng để tương ứng với vị dâu. Phần sốt ở trên thì mình sẽ sử dụng là màu nâu để cho giống kiểu sốt sô-cô-la. Cuối cùng là mình sẽ tô trái cherry ở trên bằng màu đỏ nhé. Và như vậy là bức tranh của mình đã được tô màu xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video này của mình nha. Hãy ủng hộ mình ở các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.